Rồi bây giờ mình nói cả nhà ha, mình đã chở hai bé nhỏ tới chích ngừa ở cái nhà mình ha. Đó, bác sĩ Trung đang lấy thuốc ra chích cho hai bé, nhưng mà cả nhà đó, hai bé nằm trong cái vỏ còn nhúc nhích ở cái nhà ha, mà cả nhà mình cũng thông cảm đó. Và mình không có vô được nha cả nhà ha, tại vì ở đây còn trong cái khoảng thời gian cách ly á, mình không có vô được, không có nhà mình thông cảm ha. Đó, giờ bác sĩ Trung đang chích ngừa cho hai bé, xong rồi mình cho hai bé về dưới nhà chị Hoa ha, cái nhà hành ha. Về nhà chị Hoa, cả nhà mình nếu mà biết chị Hoa thì cả nhà mình rất là yên tâm, chị Hoa rất là yêu các bé. Với mình cũng nói, xin nói phụ vô đây chưa đây thêm cho cả nhà mình biết ha. Với mình cũng nói trước với cả nhà mình, hôm trước đó thì mình có nói với cả nhà mình đó là mình tạm thời mình cứu hai bé về, xong rồi là mình sẽ tìm nhà mới cho hai bé, chứ mình không có nuôi nổi. Vì nhà mình quá đông thì cả nhà mình không, em biết là cũng hiểu và thông cảm cho mình ha. Đó là một cái nữa thì mình nói với cả nhà mình là mình không có nhận sự ủng hộ của cả nhà mình về hai bé này ha cả nhà ha. Để mai chiều cả nhà mình nói thu xin dân cứu hai bé về, rồi cứ như là lấy tiền cứu hai bé về, lấy tiền của mạnh thường quân hỗ trợ, xong rồi không nuôi hai bé nữa, cho hai bé đi, cái đó là không có nha cả nhà mình. Giống mấy lần trước ha, cả nhà mình nói là xin dân cứu các bé về, lợi dụng các bé, rồi mạnh thường quân gửi tiền cho, xong rồi không nuôi đem giao hai bé lại, cái đó là không có nha cả nhà mình. Đó, tới giờ phút này mình xin nói là tới giờ phút này mình bỏ tiền ra mình đi chích ngừa hai bé, đây mình bỏ tiền ra mình đi chích ngừa hai bé, chứ mình không có nhận sự hỗ trợ của cái nhà mình dạy nói về hai bé này nha. Rồi đây là hai cuốn sổ chích ngừa của hai bé nha cả nhà mình ha. Thuốc gì thì mình không biết, thuốc gì mình không biết ha, nhưng mà là ở đây là bao bảy loại bệnh. Mình thường chích chỗ này về cho các bé nhà mình thì các bé nhà mình rất tốt, thì đâm ra mình cứ lại chỗ này mình chích cái nhà ha. Từ xưa giờ là mình chích là chỗ này, các bé nhà mình là cũng điều trị chích thuốc ở đây và điều trị ở đây, thì cái tên thuốc thì mình không biết, nhưng mà ngừa cho các bé rất tốt. Rồi siêu nhân xin chào ông bà cô chú anh chị em mình trong và ngoài nước ha. Là một ngày mới, siêu nhân xin mến chúc ông bà cô chú anh chị em mình ngày mới được nhiều sức khỏe cả nhà ha. Rồi hôm nay thì giờ là cả nhà thấy mình xách cái thùng này xuống là mình cho hai bé và mình cứu ở ngoài miễu cả nhà đi về tạm thời hai bé bây giờ là về trạm của bạn Hà Chi nha cả nhà ha. Thì mình cũng nói cả nhà mình nghe ha, la con nghi ngân nghi hiện giờ là bà xã mình đang bệnh đó cả nhà ha. Thì nói chung là việc chăm sóc các bé nó hơi khó khăn chút xíu, thì bây giờ là mình đưa hai bé về tạm bằng Hà Chi, thì cả nhà mình cũng yên tâm là vì chỗ này hai bé đã được bạn Qua bảo lãnh đó cả nhà ha. Thì bạn Qua nói là đúng ra thì đưa về hai bé này về cho bạn Qua, nhưng mà bạn Qua nói là đưa tạm lên hai bé lên trên bàn Hà Chi, rồi bạn Qua sẽ lên đó gửi gắm hoặc là đón về, cái đó là tiền của bạn Qua. Cái này là cũng là may mắn của hai bé đã được bạn Qua là đón nhận làm con, thì cái nhà mình cũng là yên tâm ha. Thì cái nhà mình chắc cũng biết bạn Qua, nghe bạn Qua cái nhà mình cũng hiểu là cái gì, thì mong mình cái nhà mình cũng yên tâm về khoản này nha. Bây giờ mình cho hai bé về gặp bạn Hà Chi trước. Hai bé đã được chích ngừa, uống thuốc sổ xong rồi, uống nét ga rồi cũng được chích ngừa mũi đầu tiên rồi hết nhà ha. Rồi vô. Với lại có một cái sự kiện này nữa mình cũng xin nói cả nhà mình, hiện giờ ở dưới Gò Vấp có một bà là nghe nói là cũng 70 tuổi, gọi điện với mình nói là anh siêu cháu siêu nhân ơi, có thể cứu giùm một bé chó không? Một bé chó nào của ai đó là đi lạc, cái chó hôm nào của ai không biết, nhưng mà đi lạc nay là hơn 5 ngày cái nhà ha. Mà cô cho biết rằng là bé này đi lạc mà ở ngay chỗ khúc nhà thờ á, Phan Nhân Trị á, cái cô này mới đi á, là thấy cứ lẩn quẩn về bài hoài, thì cô mới kêu bé này về, cái như là dụ bé về cho ăn á, cho ăn thịt. Thì bé đi theo cô về ở trong một cái mái hiên ở nhà cái nhà ha, ở một mái hiên ở ngoài sân á. Thì cô nói là tạm thời thì cứ như là cô cho bé ăn, bé vẫn ở đó, tại nhà cô có nuôi một bé nữa mà
tụi nó thì cũng tán lộn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái này nghe nói chung là cũng rất là nói chung là cũng có hình dung là như vậy. Cô cho mình biết á, là cô năm nay khoảng 70, cô ở nhà thuê mà ở mặt tiền đó nha, ở nhà thuê được 2 triệu nhưng mà ở mặt tiền nha, cô nói là mặt tiền rõ ràng. Cô đi lượm ve chai, cô cuộc sống của cô là có 2 mẹ con, con cô đi làm bảo vệ. Thì mấy tháng dịch vừa qua thì nghỉ hết, không có làm được gì hết, thì nhận được sự ủng hộ của bên pháp luật đó được bao nhiêu, thì cô nói là cô đóng tiền nhà. Và có một cái nữa là cô nói là cô muốn cái nhà bề ngang nó chỉ có 9 tấc thôi. Cô nói bề ngang 9 tấc dài 4 mét. Thì thật sự mà nói với cả nhà mình ha, mình không biết là cô lớn tuổi rồi cô hình dung cô nói sai, hay là cô hình dung không ra, hay là cô nói sai sao mình không biết. Nhưng mà mình chưa bao giờ nghe nói cái nhà nào mà 9 tấc 1 mét hết cả nhà mình. Cô nói là mới đầu cô nói là nhà khoảng cả 9 tấc thôi, xong cái cô nói cô đếm gặp thì cô nói là khoảng cả 1 mét trở lại. Thì thật sự mà nói với cả nhà mình ha, mình chưa bao giờ mình thấy căn nhà nào mà bề ngang 1 mét, dài 4 mét hết. Thì vì cái chỗ này cô nói là hoàn cảnh cô rất khó khăn, cô đi lượm ve chai thôi. Tạm thời thì cô để bé ở đó rồi, cô cho bé ăn hàng ngày. Giờ bé cũng tạm ở với cô, thì cô kêu là có thể đón bé về, đưa vô chỗ nào đó là tạm biệt bé. Và đồng thời có thể giúp cô được không, cái gì không, giúp cô nói là cô rất là khó khăn. Thì mình cũng hơi tò mò chút xíu là nghe hoàn cảnh cô thì cũng rất là tội. Tò mò ở chỗ là cái căn nhà bề ngang 9 tấc đến 1 mét cái nhà ha, thì mình chắc lẽ là phải đi xuống dưới coi cái bé chó nó như thế nào, cứu đem bé về. Nhưng mà thật sự là nói, mình cứu bé thì dễ nhưng mà về không có chỗ gửi ở nhà ha, mình không có chỗ nào mình gửi được hết á, thì mình cũng chưa biết như thế nào. Thì bây giờ trước mắt thì mình cứ tạm thời là giúp đỡ cô cái việc mà cứu bé về đi, chứ bây giờ cô nói là nó ở ngoài sân rất là tội. Ngoài cái thứ hai nữa là cũng tò mò thử căn nhà cô có phải 1 mét không, hay là cô lớn tuổi rồi cô quên rồi, cô nói không đúng với cả nhà ha. Rồi giờ xin mời cả nhà đem hai bé này qua bên cạnh bằng hai chi ha. Rồi mời cả nhà đứng chuyện đi. Quay đi, ba này nghỉ ơi, cũng nặng dữ. Nói lần này hôm qua đi chợ bơ hôm đi giúp người là ói rồi à, ai cũng sợ người của nó đâu đi đây. Dạ rồi, dạ rồi. Thì xin chào cả nhà, hiện giờ mình đang đến với trạm bạn Hà Chi cả nhà ha. Thì bây giờ mình đã chở hai bé tới rồi nè. Đó, hai bé này. Thì ở này hiện giờ là ở đây là trạm của bạn Loan ha cả nhà mình ha. Trạm mà mình có gửi 13 bé mèo qua đó. Cả nhà mình nhớ ha, thì các bé là trạm của bạn Loan. Thì bây giờ bạn qua thì là gửi hai bé này cho bạn Hà Chi, nhưng mà bạn Hà Chi đi chợ rồi, đi đâu rồi chưa có về. Thì bây giờ tạm thời mình để hai bé này xuống, mình gửi đỡ cho bạn bạn Loan cái đã, rồi mình đi cứu một bé ở Gò Vấp rồi về tính sau cái nhà ha, chứ giờ để mà chiều nữa mưa đi không kịp. Bạn để xuống này đi rồi, cái phải về liền cái. Dạ. Nó lại cái ở đang đi chùa. Dạ, anh bắt ra giùm em cái. Nó em thích vừa xong hết rồi, nó không cắn đâu. Trời ơi, cái này cả nhà mình, mấy bé này nè. Mấy các con này là cậu của bạn Loan hết cả nhà ha. Đó, cái nhà thấy các bé mèo à. Cái nhà mình gửi đỡ bạn Hà Chi về, bạn Hà Chi đón liền cái nhà ha. Bạn qua đã gửi gắm rồi, cái nhà mình khỏi lo. Ha ha ha!
vô đây rồi anh. Đây hai bé tạm thời ở đây nha cả nhà ha, rồi để băng về cái Hà Chi về anh đưa giùm em nha. Cái này là hai cuốn sổ chích ngừa của tụi nó, chích ngừa xong hết rồi nha anh ha. Chích một mũi rồi, mũi hai là mẹ qua biết. Coi như là hai bé này đã chích được mũi một rồi. Dạ dạ. Rồi bạn Hà Chi đây cả nhà mình ha. Thì hai bé nhỏ là của chị Hoa gửi cho em ha. Rồi kêu đem lên đây rồi em nhận rồi chị Hoa sẽ bảo lãnh hai bé đó. À, giờ và đồng thời là hiện bây giờ là có một sự việc là nói chung là cũng đang kêu anh cứu ở dưới Gò Vấp ha. Cái bà này bà bán ve chai, bà đi lụm ve chai mà bà ở nhà thuê bà ngang có 1 mét mà không biết cái nhà sao mà bà ngang 1 mét, anh cũng không tưởng tượng ra nổi nữa. Nhưng mà có bé chó đó thì đi lạc ở đâu á 4-5 ngày rồi. Thì bà kêu là có thể là xuống cứu, bây giờ em nhận thì anh xuống anh cứu về giùm cho em. Với lại tại vì bé là không biết nó bị bệnh như thế nào thì có thể là test trước khi đưa về trạm á anh. Tại vì... rồi anh chịu luôn cái phần đó. Với lại anh nói cho em về ha, hôm nay là tiền quỹ anh không có còn thì anh đón về, anh đón về đưa cho em, rồi mai chiều làm anh Thường Quân có hỗ trợ em hỗ trợ ha. Chứ... để em đi đưa ra thú y rồi em kiểm tra luôn anh ha. Dạ. Cái phần mà kiểm tra để anh kiểm tra giùm cho ha, để anh đưa vô kiểm tra giùm cho, mà không biết là ở dưới này có kiểm tra không, mà tại anh không có đem cái đồ theo. Không có đem đồ test theo. Mình đến mình coi tình hình như thế nào rồi mình sẽ nó ở nhà bà 4-5 ngày để lên xuống anh coi thử như thế. Bên kia rồi tạm thời mình giao hai bé lại cho bạn Hà Chi cái nhà ha. Cái nhà mình yên tâm nha, bây giờ mình tranh thủ mình đi Gò Vấp, mình sẽ đón cái bé mà đi lang thang được một bà cụ lụm ve chai cứu từ bữa giờ như thế nào cả nhà ha. Thì hai bé này là được bạn Hà Chi đón vô trạm, đã được bạn Hoa đỡ đầu cả nhà ha, cái nhà mình yên tâm nha. Bây giờ mình tranh thủ đi liền chứ để trời mưa xuống là tới chiều đón không được cả nhà ơi. Bây giờ chưa biết tình hình ở dưới như thế nào nữa. Bà cũng nói mơ hồ quá, mình cũng tưởng tượng và mình cũng chưa hình dung ra. Rồi mời cả nhà mình đồng hành với mình xuống Gò Vấp luôn ha, xin mời cả nhà.